tin giáo phận Xuân Lộc, đoàn kiểm tân Xuân Lộc đi thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Con Tum, Gia Lai. Với một tấm lòng luôn yêu thương đến những thân phận nghèo khổ trong những ngày 22 và 23 tháng 2 nhằm ngày 18 và 19 Tết kỳ hợi, đoàn kiểm tân Xuân Lộc đi thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Con Tum và Gia Lai. Đoàn kiểm tân Xuân Lộc gồm 70 người già trẻ, do thầy cô Nguyễn Văn Kiểm làm trưởng đoàn đã lên đường vượt qua hơn 700 cây số, mang theo 7 tấn gạo, 16.000 gói mì tôm, 400 lít nước mắm, 400 lít dầu ăn, 400 ký đường, 200 ký bột ngọt, 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác cùng bánh kẹo để đến với bà con vùng Đắc Tô, một địa danh mà thời chiến tranh cùng với Charlie xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Đoàn cũng ghé thăm các nhà cô nhi Vinh Sơn 3, Vinh Sơn 6 và cuối cùng là giáo sứ Yêu thuộc xã Yêu huyện Yêu giáp với biên giới Campuchia. Thời tiết nơi đây khắc nghiệt do chịu ảnh hưởng khí hậu của hai miền Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Có đến đây mới thấy hết được vì sao người dân đói khổ, đất đai cằn cỗi, nắng cháy ra người. Anh chị em trong đoàn phải khuân vác những bao gạo, những thùng mì giữa nắng cháy để chuyển vào cho bà con, mồ hôi nhễ nhại nhưng thấy được niềm vui của bà con là mọi người đều quên hết những mệt mỏi của chặng đường dài cũng như nắng gió. Kết thúc chuyến hành trình đầy mệt nhọc nhưng mang lại nhiều niềm vui, mọi người trong đoàn vẫn ao ước sẽ tiếp tục vận động để nhanh chóng đến với bà con nghèo khổ.